Xin chào tất cả bạn đến với channel học tiếng Trung của Phương. Và có khá là nhiều bạn nhắn tin cho mình hỏi rằng có nên hay không đi du học Trung Quốc. Đây là một câu hỏi khá là thú vị và hôm nay mình sẽ giúp các bạn tìm hiểu về du học Trung Quốc. Đầu tiên là đi du học Trung Quốc thì chi phí không quá là nhiều các bạn ạ. Các bạn đừng nghĩ đi du học là rất là tốn kém và cần phải có điều kiện khá giả hay là nhà có điều kiện thì mình mới có thể theo được. Trung Quốc có rất là nhiều chương trình học bổng. Ví dụ học bổng học tiếng 1 năm này, học bổng học đại học cho 4 năm này, kể cả bạn chưa biết tiếng Trung luôn, các bạn chưa biết tiếng Trung có thể sẵn sàng sang đấy bắt đầu học lại từ đầu. Và có học bổng thạc sĩ này, học bổng tiến sĩ này, và tất cả những học bổng của Trung Quốc đều sẽ là miễn phí học phí này, miễn học phí, miễn phí ký túc xá. Nếu trong trường hợp bạn học của học bổng 1 năm học tiếng hoặc nửa năm học tiếng thì bạn chỉ phải chỉ trả chi phí tàu xe đi lại này, chi phí phương tiện, thứ hai là chi phí bạn ăn ngủ nghỉ. Còn phí học phí và ký túc xá thì chính phủ đều sẽ làm miễn cho các bạn rồi, nhà trường sẽ miễn cho các bạn rồi nên các bạn không cần phải lo. Còn học bổng đại học, nếu mà học bổng đại học bạn xin được học bổng CSC của chính phủ thì mỗi một tháng bạn còn có thể nhận được trợ cấp 2.500 tệ cơ, 2.500 tệ trong một tháng. Và nếu mà ở học bổng thạc sĩ thì một tháng bạn sẽ nhận được trợ cấp là 3.000 tệ, 3.000 tệ tương đương cũng khoảng 10 triệu đấy bạn ạ. Và học bổng tiến sĩ sẽ là 3.500 tệ. Đây là một cái mức rất là hấp dẫn và chi phí để đi du học sẽ là không hề tốn các bạn ạ. Các bạn chia bình quân cho các năm thì không hề là tốn. Rồi đó là xong cái phần học phí, và tiếp theo chúng ta đến phần tiếp theo là các bạn có thể giao lưu văn hóa được với rất là nhiều nước. Như đợt mình sang học thì có Sri Lanka này, có Miến Điện này, Thái Lan này, Lào này, Campuchia này, nói chung là sẽ có rất là nhiều nước để bạn giao lưu văn hóa. Và tiếp theo đó là văn hóa Trung Quốc cũng sẽ rất là hay. Mình thì mình rất là thích xem phim Trung Quốc từ ngày xưa, phim cổ đại các thứ, và mình cảm thấy những nền văn hóa của họ rất là tốt. Còn một cái điều nữa là các bạn sẽ hỏi mình là có thể đi làm thêm ở Trung Quốc hay không trong thời gian mình đi du học. Thì thường thì họ sẽ không nhận du học sinh du học đi làm thêm các bạn ạ. Và thực ra Trung Quốc rất là nhiều học sinh viên và người ta muốn đi làm thêm thì có rất là nhiều. Thứ hai là lương nó cũng không được cao đâu các bạn ạ. Và địa điểm làm thêm thường thì trong thành phố và khu trường học của các bạn thì chắc chắn là sẽ không phải là liền kề thành phố rồi, hoặc là sẽ là vào rìa thành phố nên là các bạn đi lại cũng sẽ khó khăn hơn. Và cái chi phí đấy thì thực sự là chi phí làm thêm thì không đủ trả chi phí bạn đi lại tàu xe gì đâu. Thứ hai là các bạn muốn làm thêm cũng được, các bạn có thể thứ nhất là order Tháo Bảo từ Trung Quốc về Việt Nam. Thứ hai là các bạn có thể làm chuyển đổi tiền tệ với lại tiền Việt Nam đồng. Vì mỗi một tháng sinh viên mà đều cần phải gửi tiền từ gia đình sang thì các bạn có thể làm cái đấy. Hoặc là các bạn có thể làm thêm kiểu như là giúp người khác, giống như shipper giúp người khác lấy đồ khoai ti. Mỗi một đồ các bạn lấy thì các bạn lấy chi phí khoảng 1 tệ đấy. Thì đấy chỉ là một số việc đơn giản mà các bạn có thể làm thêm được. Còn những cái việc khác thì khả năng là các bạn sẽ rất là khó khăn để tìm việc làm thêm ở Trung Quốc. Nên mình khuyên các bạn, khuyên chân thành là nên học hành. Mình đã sang đấy, đã mất công sang đấy thì mình nên học hành cho hẳn hoi mà. Còn một cái điều nữa là rất là nhiều bạn lo lắng là đi sang Trung Quốc có an toàn hay không, bên đấy có nguy hiểm gì không, có lừa đảo hay là trộm cắp hay là gì đấy không. Thì thực sự mình nói với các bạn là bên Trung Quốc hệ thống an ninh của họ là rất là an toàn. Mỗi một con đường hay là góc phố đều có camera, và bạn đi đâu làm gì người ta đều có thể xem được bạn, nên là bên đó rất là an toàn. Và người dân thì rất là tốt. Thực sự là từ lúc mà mình mới sang Trung Quốc ấy, tiếng của mình cũng không tốt, thì đi đâu không biết hay là làm gì họ cũng đều giúp đỡ mình. Và nói chung là người dân của họ rất là tốt, và người ta bán hàng hay là gì đấy, ví dụ nha, bạn đi ra chợ thì họ sẽ có một cái mã QR, sau đó để cho bạn quét mã để thanh toán tiền. Họ sẽ không kiểm tra bạn đâu. Bạn mua khoảng 5 tệ thì họ sẽ đưa cái mã đấy bảo bạn tự quét mã hết 5 tệ và bạn đi. Chứ họ rất là thật thà, họ
họ sẽ không kiểm tra xem bạn có lừa dối họ hay là như nào đâu. Thực sự là người dân họ rất tốt nên là các bạn hoàn toàn yên tâm khi đi du học Trung Quốc. Và mình cảm thấy là Trung Quốc là một nước rất là phát triển, nếu mà các bạn không đi du học Trung Quốc thì rất là lãng phí thực sự luôn đấy. Tiếp theo là về một tháng thì các bạn sẽ tiêu hết bao nhiêu tiền đúng không? Một tháng sinh hoạt phí bên Trung Quốc nếu các bạn ở thành phố bình thường không phải phát triển lắm thì nó sẽ chỉ khoảng vào 1.000 tệ, 1.000 tệ thì vào 3 triệu 3 các bạn ạ. Còn nếu các bạn ở thành phố phát triển thì có thể lên từ 1.000 tới 2.000 tệ hoặc 3.000 tệ, đấy là tùy cách chi tiêu của các bạn thôi. Các bạn tiết kiệm thì các bạn sẽ tiêu ít đi. Nhưng có một cái là ở bên đó cái shopping rất là thịnh hành và nó rất là rẻ, thực sự là mua đồ trên Táo Bảo rất là rẻ, tao bao đó các bạn. Và rất là nhiều người bên Việt Nam order từ Trung Quốc về, order tao bao từ Trung Quốc về, nên là sang đó thì sẽ khá là tốn kém tiền cho mua sắm. Và ẩm thực cũng là một cái khoản khá là tốn kém vì đồ ăn Trung Quốc rất rất ngon, mình phải nói thật với các bạn là rất ngon. À nhưng mà còn một điều nữa là các bạn không nên ốm đau gì, tốt nhất là các bạn nên mang thuốc đi. Vì ở bên Trung Quốc chi phí khám bệnh cho bệnh viện rất là đắt, thực sự là rất đắt, đắt hơn Việt Nam rất là nhiều lần, nên tốt nhất là không nên ốm đau gì cả. Còn chi phí đi du lịch thì Trung Quốc rất nhiều điểm đi du lịch và cực kỳ đẹp. Các bạn có thể tiết kiệm tiền đi và đi bên đó đi du lịch rất là đơn giản, thuận tiện. Các bạn lên trên mạng và đặt vé tàu, vé máy bay rất là đơn giản. Nếu mà vé tàu, vé máy bay các bạn đặt trước khoảng 1 tháng thì vé rất là rẻ, nên là các bạn có thể đi du lịch của các nơi. Kết lại ở đây thì mình cảm thấy Trung Quốc là một cái đất nước rất đáng để mình sinh sống và đến học tập. Thực sự với các bạn là học sinh của Trung Quốc học, cái áp lực học của họ rất là nhiều và họ kiểu như bán mạng đi để học và học chăm chỉ rất 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 là nhiều. So với mình cảm thấy hồi đại học mình học rất là chảnh mảng, nhưng mà sau khi sang Trung Quốc thì các bạn sẽ thấy là cái thi đại học của Trung Quốc rất là khó, kể cả thi tốt nghiệp đầu ra cũng rất rất là khó. Đấy là so với lại người dân Trung Quốc, học sinh Trung Quốc thì những cuộc thi này rất là khó, còn đủ so với người nước ngoài thì sẽ dễ hơn rất là nhiều. Nên là mình cảm thấy đây là một đất nước đáng đi, đất vừa phát triển vừa an toàn. Nên là các bạn có thể suy nghĩ về việc đi du học Trung Quốc, nếu các bạn có cơ hội thì các bạn nên đi. Đây là mình khuyên chân thành. Và xin hẹn gặp lại các bạn ở trong những clip sau.